Đấy, mọi người thấy không, Phương Ly thoa nè. Hồi nãy là Phương Ly rửa mặt sạch ha, sau đó Phương Ly dùng nước dưỡng chất, nước hần để se khít lỗ chân lông, giúp cho da của Phương Ly sạch và cân bằng cái độ ẩm cho da, và đó là cái bước điểm để dẫn dắt những cái sản phẩm này tiếp theo có hiệu quả ha. Bước 1. Bước 2 là Phương Ly sử dụng cái đặc trị nám nha. Cái đặc trị nám để Phương Ly ngừa nám, tại trước đây Phương Ly nám chằn nám chịt thấy ghê lắm, bây giờ Phương Ly xài này để Phương Ly ngừa nám. Và nó làm cho cái da của mình á, cái đặc trị nám này, Phương Ly nói lại cái đặc trị nám này nó rất là quan trọng, nói sơ sơ mọi người không có hiểu đâu, nó rất là quan trọng, nó rất là khác biệt những cái đặc trị nám thông thường. Thí dụ những đặc trị nám thông thường các bạn xài các bạn sẽ bị mỏng da nè, rồi các bạn sẽ bị rát da nè, các bạn có sẽ bị rất là khó chịu về da. Nhưng mà tuy nhiên cái đặc trị nám của Chonami á, thì khi các bạn đang điều trị nám cũng là lúc các bạn đang phục hồi da luôn, vì vậy mà nó nói không với rát, nói không với tróc da, nói không với dị ứng da. Nói chung là cái cặp nói không với dị ứng, và hiệu quả thì kinh khủng lắm. Mọi người xài đi, mọi người sẽ biết cái hiệu quả nó như thế nào, rất là tuyệt vời. Và cái làn da Phương Lê từ ngày mà xài thì không còn nám nữa đó.